Hello, Khi Nguyễn xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khi Nguyễn Vlog ha. Thì bên cạnh Khi Nguyễn là chú chim nhồng, mình cũng đã nuôi cũng gần một năm tuổi rồi bạn. Đó, thì hiện tại cũng đã nói chuyện cũng khá là nhiều rồi. Thì những ngày vừa qua Khi Nguyễn có nhận được một số những câu hỏi của rất là nhiều những người bạn, họ hỏi cũng khá là hay ha. Họ hỏi là chim nhồng á là mình có nên lột lưỡi cho nó hay không? Và khi mà mình lột lưỡi á thì khoảng cách từ cái lần lột lưỡi thứ nhất đến lần lột lưỡi thứ hai á là khoảng cách bao nhiêu tháng đó? Thì đây là một câu hỏi cũng khá là hay, và nhiều anh em nuôi chim nhồng thì cũng hay vướng phải cái vấn đề này. Thì khi mà mình nuôi một chú chim nhồng từ non lên đến độ tầm chừng 7 đến 8 tháng tuổi á là mình đã có thể lột lưỡi được. Tuy nhiên á, cái dòng chim nhồng này á, có rất là nhiều anh em họ thích lột lưỡi thì họ lột, còn họ không thích lột lưỡi thì con chim nhồng này cái tố chất của nó là nó đã nói chuyện cũng khá là tốt rồi, cho nên là mình không cần lột lưỡi thì con chim mình nó vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà anh em muốn chơi chim, muốn chơi những cái dòng chim này mà chơi cho tới luôn, cho con chim mình nó nói chuyện được to rõ, được tròn vành gõ chữ thì mình sẽ lột lưỡi cho nó, để cho cái việc mà nói chuyện của nó nghe nó đã tai hơn mà đó. Còn nếu mà anh em nào mà cưng chim quá, mình sợ con chim nó đau, thì với lại mình không có cái kinh nghiệm để mà lột lưỡi con chim á, thì anh em cũng đừng nên lột. Tại vì nếu mà mình chưa có kinh nghiệm để mình lột lưỡi thì nhiều khi anh em làm gây tổn thương cho con chim nhà mình đó. Thì khi mà cái khoảng cách lột lưỡi lần thứ nhất đến lần thứ hai thì anh em nên cho nó dài dài ra tầm khoảng chừng 4 đến 5 tháng thì anh em có thể là lột được lần thứ hai nữa. Tại vì khi mà anh em lột á thì nó sẽ bị tổn thương. Nói chung là mình cái lưỡi nó đang bình thường thì mình vạch mình cạo ra, mình cạo lớp sừng ra thì nó sẽ bị tổn thương một phần nào đó ở trong cái lưỡi. Thì anh em cứ để cho nó tầm khoảng chừng 4 đến 5 tháng thì mình lột lần thứ hai thì nó sẽ an toàn hơn ha. Chứ anh em đừng có vội vàng mà tháng nào mình cũng lột hết á, thì đâm ra là con chim mình nó sẽ rất là mắc xích và nó dễ bị tổn thương cái lưỡi. Con chim hay là con người mình mà bị tổn thương cái lưỡi rồi thì rất là khó để nói chuyện mà đó. Còn cái cách mà lột lưỡi á thì hôm nay Khi Nguyễn sẽ lột lưỡi lần thứ nhất cho em chim nhồng nhà mình. Tuy là nó đã biết nói chuyện rồi nhưng mà mình muốn cho nó nói nó to rõ, nó tròn vành gõ chữ hơn thì mình sẽ chơi cho nó tới luôn, là mình sẽ lột lưỡi nó. Và anh em cũng nên hiểu cái vấn đề mà lột lưỡi ha. Tại vì Khi Nguyễn sẽ nhắc lại cho anh em nghe mà một lần nữa là lột lưỡi không phải là cái nguyên nhân chính để giúp cho con chim mình nó biết nói chuyện, mà con chim mà nó muốn biết nói chuyện thì người nuôi chim phải họ phải bỏ công bỏ sức ra, và khi mà có thời gian rảnh thì ngồi nói chuyện trực tiếp với nó như vậy. Còn nếu mà không có thì mình cứ dùng những cái máy ghi âm thì mình sẽ mở trực tiếp cho nó nghe đó. Kéo dài một thời gian, chỉ dạy một từ thôi, một thời gian tầm đến 7 đến 8 tháng đối với những em chim nào mà nó có tố chất tốt thì nó sẽ biết nói chuyện. Còn những em chim nào mà tố chất nó không tốt thì cũng có thể là kéo dài cả năm, hơn cả năm cũng có. Chứ không phải là mình lột lưỡi nhiều lần con chim nó sẽ biết nói chuyện ha. Đây là cái vấn đề mà nhiều anh em hiểu sai trong việc mà lột lưỡi đó. Thì để Khi Nguyễn sẽ bắt em chim nhồng nhà mình ra và mình sẽ tiến hành mình lột lưỡi cho nó thôi. Nhưng mà trước tiên á, các bạn mà muốn lột lưỡi con chim á thì đối với những anh em nào mà chưa có kinh nghiệm á thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để cho anh em tham khảo luôn. Là đầu tiên mình sẽ dùng một ít nước chua giống như kiểu chanh tắc hoặc giả giấm, thì mình sẽ cho vào chén như vậy. Và bên cạnh việc lột lưỡi thì mình cần phải có cái móng tay hơi dài dài xíu này để mình cạo cái lớp sừng ở dưới mặt lưỡi của nó đó, thì nó sẽ làm rất là nhanh. Và cái nước chanh nước giấm này là làm cho cái lưỡi của con chim nó sẽ mềm ra và mình sẽ dễ cạo hơn đó. Giờ mình sẽ bắt con chim ra mình để mình tiến hành mình lột lưỡi cho nó ha. Thì đây là chú chim nhồng nhà mình bắt cũng gần một năm tuổi thôi, chứ chưa hơn cũng gần một năm tuổi rồi. Thì Nguyễn sẽ tiến hành mình lột lưỡi lần đầu tiên. Bây giờ mình đã cạo xong cái lớp sừng ở dưới mặt lưỡi của nó rồi bạn. Giờ mình sẽ kiểm tra lại coi là nó hết chưa ha.
Đó. Giờ mình đã lột lưỡi xong xong cho nó rồi. Giờ mình sẽ thả nó vào thôi. Cái lần lột lưỡi đầu tiên á thì em chim nhồng mình nó chưa có quen với cái việc nè, cho nên là nó hơi bị quản xíu thôi. Nhưng mà dần dần cỡ chừng 5-10 phút là nó sẽ bình tâm trở lại, tại mình nuôi nó từ nhỏ lên rồi thì mình cũng không có làm gì cho nó sợ á. Cho nên là cái việc mà mình làm cho nó quản xí thì cứ rất là bình thường đó. Thì anh em nào đang nuôi chim á thì cũng nên tham khảo cái video này ha. Khi mà anh em mà lột lưỡi cho những chú chim nhà mình á, thì mình nên lột cái mặt dưới thôi. Mình nên lột cái mặt dưới của cái lưỡi của con chim, mình không đụng để gì đến đến cái mặt trên hết. Mình chỉ cào cái mặt dưới cái lưỡi của nó sẽ bong cái lớp sừng ra, và mình sử dụng cái móng tay mình kéo nhẹ một cái là nó ra thôi. Đó, rất là đơn giản và dễ làm. Tuy là mình làm á, thì mình quay video cho anh em xem á, thì mình làm hơi chậm xíu. Còn nếu mà mình làm cái kiểu mà không quay video á, thì mình lột cái khá là nhanh, bằng mình chỉ cào nhẹ một cái rồi, và mình nắm cái lớp sừng ở dưới mình kéo ra là chỉ tầm mất một khoảng 1 phút thôi, là lúc đó mình sẽ buông chim ra rồi, và nó sẽ bình thường đó. Rất là đơn giản thôi. Nói chung thì mình cũng xin kết thúc cái video mình tại đây ha. Mình làm cái video này để cho anh em nào mà chưa có biết cách lột lưỡi chim nhồng, cũng như là hiểu đúng hơn về cái vấn đề mà lột lưỡi chim. Thôi Kiều Nguyễn xin cảm ơn anh em và mọi người nãy giờ đã theo dõi cái video của mình. Chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.